Nay giới thiệu cách chế để cho anh em học theo nhé. Thì bên em chuyên bán phụ tùng, phụ tùng em để sau rồi. Thì cách chế thì em sẽ làm cách chế đơn giản nha, để các bác tự chế nhé. Đây, đây là cần phanh nhá, em vừa em chế xong. Đấy, ống 21 này chạy sang hai bên, đây là phanh cầu nhá. Cái này tùy kích thước anh em tùy chỉnh nhá, rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu này thì anh em tùy. Thì cái này nó có số phụ này, cầu này, nhíp này, lốp đầy đủ hết nhá. Là hai lốp mới không phải lốp cũ này, em bán hai lốp mới. Đây. Hình thức chế như này anh em nhá, thì đi nó sẽ không bị lắc đầu nữa. Đấy, cái bộ đầu xe anh em cho thêm một cái thụt để vào nữa thì nó sẽ rất chia chắc chắn, đi sẽ đầm hơn. Đấy, cái chi phí một cái xe giống như này nó rơi vào tầm độ vài triệu, anh em mua nó chơi vào tầm 10 triệu thôi. Đấy, xe anh em có rồi. Đấy. Đấy. Anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh nhá. Đây là số tiến lùi này anh em này. Đấy. Số tiến lùi nhá. Là em để lâu chỗ em bẩn. Thì còn hàng lúc em bán thì phụ tùng em để sau một chút để anh em có thể xem phụ tùng. Đây, cách thức chế thì anh em nhìn này, nó đơn giản thôi, cắt cái đuôi xe ra. Đấy, xong anh em hàn cái hộp lên cái đầu xe này. Đấy. Vì đi sẽ chắc chắn chãi hơn. Đấy. Anh em phải chạy rất chi tiết được. Cầu số anh em cứ nhìn này lắp thôi. Đấy. Đu đưa treo nhíp của em bán lẻ hết đồ nhá. Đấy thì anh em xem anh em có thể để tự làm được. Đấy. Kích thước thì về anh em tùy chỉnh thôi. Đây là có mẫu để anh em tự làm được. Anh em tận dụng nó con xe của mình để mình chạy trong vườn ấy là ok nhất. Đấy. Sau cho thùng lên thì anh em thích thì bập bình được, anh em cho thừng cứng anh em chở hàng được. Chở mặt bằng thông phụng được. Đấy. Rồi. Anh em xem tiếp video thì là em đầy đủ phụ tùng, anh em về chỉ cần mua phụ tùng như của em nên là anh em có thể chế được. Anh em xem tiếp video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại video tiếp theo. Thì video trước thì em đã giới thiệu là cách chế như nào rồi ấy. Thì hình dung ra thì đây là bộ phụ tùng nguyên bản của nó nhá. Thì cái kia nó chỉ là cái cũ thôi, để em quay hướng dẫn thôi. Thì đây là phụ tùng nguyên bản, nó bao gồm một đôi lốp này, cặp nhíp này, cầu này, số phụ này anh em này, số phụ nhá. Rồi treo nhíp nhá. Trước mới lại số tiến lùi này. Mới hết. Còn nếu mà anh em mua máy mới nhá thì bên em lại bán thêm máy mới cho. Đấy. Còn một bộ đây là bộ đầy đủ đầu tiên ấy, thì em sẽ bỏ này ra. Đấy. Thì bộ đầy đủ đầu tiên ấy, thì nó gồm số tiến lùi này, số phụ này, lốp nhíp này. Đấy, chưa có máy nha anh em nhá. Thì một combo này thì em bán một giá khác. Thì các bác vừa xem kênh nhá, các bác ép Zalo số này này, hai số điện thoại của em nhá, hai số Zalo nhá. Anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại của em. Đấy. Thì bên em sẽ báo giá trực tiếp cho anh em. Tại vì bây giờ cũng rất nhiều anh em bán nên là em cũng không báo giá công khai, các bác lưu ý như vậy. Các bác cứ thiện chí, các bác cứ để lại comment số điện thoại cho em, em sẽ gọi lại cho các bác. Hoặc là để số điện thoại dưới, các bác có bình luận cho em thì bên em sẽ trực tiếp gọi lại cho các bác. Đấy, báo giá cho các bác nhé. Đấy. Thì bộ đầy đủ thì em có thể bán lẻ là số tiến lùi này. Số tiến lùi đó bác nhé. Hoặc cái cốt này, các bác là hỏng cái cốt này, em bán cả cái cốt này nữa nhá. Đấy, cốt trong này nó tét này. Đấy, thì một độ đầy đủ này thì em sẽ bán một số tiến lùi mà theo khớp lối này luôn. Các bác mua lẻ số phụ kia thì một số phụ mới cả cần cả dây nhá. Bác mua lẻ cặp nhíp bên em bán lẻ cặp nhíp, mua cầu lẻ em bán cầu lẻ, mua lốp lẻ em bán lốp lẻ nhá. Đấy, bên em là chuyên bán lẻ hết tất cả phụ tùng. Đấy, còn video máy nha các bác nhá. Video máy thì các bác nào có nhu cầu máy thì các bác cứ đăng ký kênh giúp em nhá. Thì bên em có máy ở cái phần kênh của em ấy, nó nhiều lắm. Đấy, các bác thể xem qua. Thì đây thì các bác nào không thích số tiến lùi này, các bác muốn số tiến lùi hộp kép này nhá, thì nó sẽ hai cần, cần số phụ luôn ở đây này. Thì một bộ này sẽ đắt hơn. Đấy, bộ đắt hơn. Đấy, một cần tiến lùi, một cần số phụ luôn. Còn nếu bác nào chỉ cần số phụ này, bỏ cái số phụ ở đầu cầu đi, thì anh em lấy được cái một combo em báo giá luôn là một số phụ này, mấy bộ phụ kiện kia, bỏ số phụ ra thì là bên em bán 5 triệu 8 luôn. Đấy, báo giá luôn các bác nhá. Thì bên em có rất nhiều mức, các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại này, thì bên nghe anh em, tất cả anh em các bác trao đổi được nó dễ hơn. Thì bên em cũng bán rất chi nhiều rồi. Nhiều anh em phục vụ chở rác này, chở cây trong vườn này, đi chợ này. Thì một bộ với một bộ cả lên này thì em đã nói rồi là nó chỉ rơi vào tầm 12 triệu quay lại thôi. Đấy là xe của các bác nhá. Đấy, xe là cứ mua cả xe đấy. Thì một bộ này bên em giờ bán nó trên 6 triệu một chút thôi.
Đấy thì xe rồi pháo rồi tân tật thì các bác chế chắc thành độ tầm 10 triệu quay lại thôi. Đấy, 10 triệu nha các bác nhé. Dễ đâu. Đấy, đầy đủ hết. Các bác xem kênh, các bác nhớ đăng ký kênh giúp em nhá. Thì có video là hay đấy, các bác sẽ đến với em được. Đây. Đấy, còn lắp thì lắp như này, bình thường con máy quay nhá, máy quay với zin như này này. Đấy, các bác chỉ cần úp vào xong này. Đây, và úp này. Úp cái số này vào cái là các bác có thể chế được ngay. Đấy, nó rất chìa dễ. Đấy, lắp hộp số lại được. Vì cái này bây giờ nó là ma lem đồng bộ hết rồi. Đấy, các bác mua lẻ hộp số 2